Ốc Thanh Vân tậu Jeep Wrangler Sahara bản Antiter giá gần 3,6 tỷ đồng. Mẫu SUV 5 cửa Jeep Wrangler Sahara vừa được bổ sung vào bộ sưu tập xe hơi của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng. Bên cạnh Mini Cooper, Kia Ray, VinFast Lux A2 không và VinFast Lux Sa 20 sáng ngày 29 tháng 10, gia đình diễn viên Ốc Thanh Vân có mặt tại showroom Jeep Việt Nam để nhận bàn giao chiếc Jeep Wrangler Sahara. Chiếc SUV địa hình của nữ MC thuộc bản Sahara Antiter và được hoàn thiện trong màu sơn xanh quân đội rất bắt mắt. Cùng những đường nét vuông vức và mạnh mẽ lấy cảm hứng từ các dòng xe quân sự. Thuộc dòng Unlimit 5 cửa. Wrangler Sahara Antiter có kích thước khá lớn, chiều dài tổng thể hơn 4,7 m trong khu trục cơ sở cũng hơn 3 m. Đầu xe mang thiết kế đặc trưng của Jeep với lưới tản nhiệt dạng nan dọc và cản trước sơn đen trong bệ vệ. Tên phiên bản Antiter xuất hiện ở hai bên nắp capo. Hệ thống đèn chiếu sáng chính vẫn mang hình tròn, bên trong là công nghệ LED. Các đèn định vị, sương mù được bố trí tản ra ở cảng trước, vòng bánh xe, đuôi xe được nhấn mạnh bằng lớp dự phòng và cụm đèn hậu làm gọn hơn. Jeep Wrangler Sahara có khoang hành lý tiêu chuẩn dung tích hơn 800L và gần 2000L khi gặp hàng ghế sau nội thất Urangle khá hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống với các nút bấm hình tròn. Phiên bản này được trang bị màn hình trung tâm 8,4 inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động hai vùng, đề nổ bằng nút bấm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảm biến áp suất lốp, Jeep Wrangler Sahara Antitor của gia đình Ốc Thanh Vân được trang bị động cơ tăng áp 2.0L cho công suất 270 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 nm đi kèm là hộp số tự động 8 cấp hệ dẫn động bốn bánh và hệ thống khóa vi sai điện tử trước, sau tru lốc, tại Việt Nam, Jeep Wrangler Sahara Actiter được phân. Phối chính hãng với giá 3. 586 tỷ đồng, giá lăn bánh khoảng gần 4 tỷ đồng.